Việt Nam xuất hiện chủng mới lai tạo của virus SARS-CoV-2, lây nhanh và phát tán rộng trong không khí. Xúc động hình ảnh của bác sĩ ép tim liên tục để cấp cứu, giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19. Sự thật về chiếc tủ lạnh chứa hơn 1.000 thai nhi vừa được phát hiện. Diễn viên Chi Bảo bất ngờ thông báo giải nghệ sau 25 năm trong nghề. Chàng trai 21 tuổi trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ các clip TikTok không giống ai. Emmy xin kính chào quý vị khán giả đang quay trở lại với bản tin của Sài Gòn TV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay, ngày 29 tháng 5. Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Trong đêm 28 và ngày 29 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 thần tốc cho khoảng 50.000 người thuộc phường 5, quận Gò Vấp. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hòa, giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết, vừa qua, việc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu vực phong tỏa trên địa bàn phường 15 của quận phát hiện 5 mẫu gộp có kết quả nghi nhiễm nên lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu tất cả người dân của phường. Số lượng mẫu xét nghiệm toàn phường 15 khoảng 50.000 mẫu. Ngành y tế thành phố huy động nhân lực từ các bệnh viện lớn như Nhân dân Gia định, Nhi đồng 1, Bệnh viện Mắt, Truyền máu Huyết học, chi viện cho Gò Vấp lấy mẫu xét nghiệm trong đêm. Việc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân toàn phường 15 được chia thành 8 điểm. Lực lượng chức năng cũng chia khung giờ để người dân lên lấy mẫu, đảm bảo giãn cách an toàn. Càng về khuya, người dân vẫn tiếp tục kéo đến để lấy mẫu tầm soát. Các cán bộ phường, nhân viên y tế mặc dù đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng tiếp tục công việc. Đến hơn 1 giờ sáng khi đã lấy xong mẫu xét nghiệm cho những người dân trong đợt cuối, các y bác sĩ mới có phút thảnh thơi. Sáng nay ngày 29 tháng 5, báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình giải pháp cấp bách phòng chống COVID-19, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện nay giải trình tự gen virus trên các bệnh nhân ở Việt Nam, cơ quan y tế phát hiện chủng mới có sự lai tạo giữa chủng từ Ấn Độ và chủng từ Anh. Theo đó, trên chủng Ấn Độ có những đột biến gen của chủng Anh. Đặc điểm của chủng này lây nhanh, phát tán rộng trong không khí, nồng độ virus trong dịch cổ họng tăng rất nhanh và phát tán rất mạnh ra môi trường xung quanh, số ca mắc tăng rất nhanh và lan rộng trong thời gian ngắn. Hiện biến chủng mới này chưa được đặt tên. Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đợt dịch lần này có đặc điểm bùng phát đa nguồn dịch, đa hình thái, chủ yếu trong khu công nghiệp, sau đó lây lan ra cộng đồng và đa chủng lây nhiễm. Virus lây lan nhanh, phát tán mạnh trong không khí, mức độ đào thải mầm bệnh rất nhanh, chỉ 1 đến 2 ngày có một vòng lây nhiễm và theo cấp số nhân. Đặc biệt, lây nhiễm rất mạnh trong không gian hẹp, không thông khí, triệu chứng bệnh có dấu hiệu tăng nặng, do đó điều trị tích cực ở địa phương phải nâng cao hơn một mức. Ngày 29 tháng 5, Đại tá Phan Ngọc Truyền, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã xác định danh tính tài xế chống đối lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 và có báo cáo gửi Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng. Tài xế xe khách bị kiểm soát 76B01022, nhà xe Chính Nghĩa, có hành vi chống đối, được xác định là Nguyễn Quốc Tuấn, 32 tuổi, trú Ngọc Thạch, Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, vào ngày 28 tháng 5, tổ công tác của Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Phước yêu cầu tài xế Tuấn xuất trình các loại giấy tờ xác định địa điểm xuất phát, địa điểm đến của phương tiện và hướng dẫn toàn bộ hành khách xuống xe khai báo y tế, đo thân nhiệt. Tuy nhiên, Tuấn không cung cấp được các loại giấy tờ theo yêu cầu, không hướng dẫn các hành khách xuống xe, có hành vi cản trở việc kiểm soát của lực lượng chức năng. Khi đại úy Thái Duy Kiên, cán bộ Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Phước lên xe tiếp tục mời hành khách xuống khai báo y tế, đo thân nhiệt, thì bất ngờ tài xế Tuấn khóa cửa xe nhốt đại úy Kiên, đồng thời nổ máy cho xe chạy lùi với tốc độ nhanh, tông vào lán chốt kiểm soát khiến lực lượng làm nhiệm vụ và những người đang khai báo y tế hoảng loạn bỏ chạy. Lập tức, các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt và người dân xung quanh nhanh chóng áp sát cửa xe, yêu cầu lái xe chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng. Vẫn ngoan cố, lái xe Tuấn liền tấn công đại úy Kiên đang ở trên xe, sau đó mở cửa tiếp tục có hành vi tấn công chống đối lực lượng công an, y tế làm nhiệm vụ tại chốt. Mới đây, hình ảnh các y bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ kín mít đang liên tục ép tim nỗ lực cấp cứu, giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 bị ngưng tuần hoàn được chia sẻ khiến nhiều người xúc động. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một nhóm khoảng 10 bác sĩ khoác lên người bộ đồ bảo hộ chống nhiễm khuẩn nặng nề đang tập trung quanh giường của bệnh nhân. Trong khi những người khác theo dõi máy móc, hỗ trợ lấy thiết bị, thì một bác sĩ đang đứng cạnh giường liên tục làm động tác ép tim. Mọi người đều tất bật, khẩn trương trong bộ quần áo phòng hộ kín mít, nỗ lực cấp cứu những bệnh nhân COVID-19 nặng.
Dù làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao và vất vả, nhưng tinh thần quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19 của cán bộ, y bác sĩ bệnh viện luôn rất cao. Dù áp lực, mệt mỏi và làm việc với cường độ cao, nhưng niềm vui của các y bác sĩ tuyến đầu có lẽ chỉ đơn giản là thấy bệnh nhân COVID-19 hồi phục hoặc nhận được kết quả xét nghiệm âm tính và có thể khỏi bệnh trở về, đoàn tụ với gia đình. Có lẽ đó là những đền đáp xứng đáng cho những gian khổ mà các y bác sĩ đã trải qua trong suốt thời gian chiến đấu với đại dịch. Sau khi nhận tin báo của người dân, công an quận Hà Đông đã đột nhập vào căn nhà trọ của một nhóm thanh niên và phát hiện chiếc tủ lạnh bên trong có chứa hơn 1.000 thai nhi. Nhóm thanh niên này cũng đã bị tạm giữ hơn một ngày để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, sự thật phía sau 1.000 xác thai nhi này khiến ai cũng ngỡ ngàng. Những ngày vừa qua, cảnh sát đã phải mất rất nhiều thời gian để lật lại từng lịch trình công việc của nhóm thông qua lời khai của các thanh niên trong nhóm. Từ đó, nguồn gốc của các thai nhi được truy tận gốc. Cảnh sát cũng liên hệ với các linh mục và các nghĩa trang đang chôn cất tập thể hàng vạn thai nhi vô danh để làm rõ vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định không có dấu hiệu hình sự. Việc làm của nhóm tình nguyện này thật sự là việc thiện. Tuy nhiên, có một vấn đề đang xem xét, trong đó có yếu tố gây ảnh hưởng tới môi trường. Anh Trung Lê, người đứng đầu của nhóm thanh niên này cho hay, công việc tình nguyện nhặt xác thai nhi về chôn cất không mấy người làm và cũng rất âm thầm, nên nhiều tổ chức cá nhân vẫn chưa hiểu, đôi khi có sự hiểu lầm là chuyện bình thường. Anh Trung Lê cũng cho biết thêm, vài ngày qua, do nhóm anh phải làm việc với cơ quan chức năng, tủ lạnh đã bị thu giữ nên số lượng thai nhi bị bỏ rơi không có chỗ lưu trữ đã tồn đọng, con số khá lớn. Trong khi đó, chủ nhà sau khi phát hiện sự việc đã không cho tiếp tục thuê, hiện tại nhóm của anh đang tìm kiếm địa chỉ phù hợp để thực hiện công việc của mình. Do tên tuổi bị ảnh hưởng nặng từ scandal, nhiều anti-fan tẩy chay các nhãn hàng Hoài Linh làm đại diện. Trước sức ép của dư luận, một số nhãn hàng đã gỡ bỏ hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh khỏi các quảng cáo, sản phẩm mà danh hài đại diện thương hiệu. Việc này có nguy cơ khiến nghệ sĩ Hoài Linh phải đền tiền loạt hợp đồng. Được biết, để mời được Hoài Linh làm đại diện hình ảnh cho thương hiệu thì số tiền doanh nghiệp bỏ ra không bao giờ dưới 2 tỷ đồng. Trên thực tế, con số này dao động từ 2 đến 5 tỷ đồng tùy vào nội dung công việc. Còn quay phim quảng cáo, ngắn, TVC, các C5 danh hài dao động 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng tùy vào thương hiệu khối lượng công việc. Trong suốt thời gian nhận làm gương mặt cho thương hiệu, nghệ sĩ phải ký cam kết không được để xảy ra scandal về hình ảnh, phát ngôn. Chính vì vậy, khi nghệ sĩ Hoài Linh để xảy ra scandal, thì các doanh nghiệp đang có hiệu lực hợp đồng trong thời gian này hoàn toàn có thể phạt, đòi bồi thường hợp đồng. Theo một chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo, nếu nghệ sĩ Hoài Linh không chứng minh được mình trong sạch, lấy lại hình ảnh trong lòng công chúng, thì số tiền đền hợp đồng là một con số không hề nhỏ. Tuy nhiên, sau rất nhiều ồn ào, nghệ sĩ Hoài Linh mới chỉ lên tiếng chính thức về số tiền 14 tỷ ủng hộ đồng bào miền Trung. Còn lại, nghệ sĩ Hoài Linh hoàn toàn im lặng trước những cáo buộc không hay về mình. Sáng nay ngày 29 tháng 5, diễn viên Chi Bảo đăng tải bài viết khá dài nhằm thông báo từ giã sự nghiệp làm diễn viên sau 25 năm hoạt động. Đồng thời, nam diễn viên cũng gửi lời tri ân, từ biệt mọi người để khép lại chặng đường nghệ thuật nhiều kỷ niệm của mình. Chi Bảo chia sẻ rằng, xin tri ân và tạm biệt. Hôm nay, bằng tất cả lòng biết ơn xin được gửi đến khán giả, các cô chú, anh chị và các bạn đã đồng hành và ủng hộ Chi Bảo trong các vai diễn suốt 25 năm qua. Cho phép Chi Bảo nói lời từ biệt, kết thúc với vai trò là một diễn viên, một người nghệ sĩ. Đây có lẽ sẽ là một nghề nghiệp mà Bảo may mắn có được trong đời. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình và những người thân đã chia sẻ thương yêu, cả những niềm vui và nỗi buồn không nguôi của anh trong suốt chặng đường dài đã qua. Đồng thời, nam diễn viên cũng không quên nhắn tới vợ. Cảm ơn vợ, Lý Thùy Trang. Vợ hiện tại kém Chi Bảo 16 tuổi, yêu dấu, đã ủng hộ quyết định này, chồng rất yêu vợ. Chi Bảo lựa chọn kết thúc sự nghiệp, nghệ thuật để chính thức tập trung cho kinh doanh và thiện nguyện. Hai con đường anh dành nhiều hoài bão và đam mê nhiều năm qua. Quyết định của anh được gia đình, bạn gái Lý Thùy Trang và những người bạn bè hết lòng ủng hộ. Khi thấy hai cháu bé bị đuối nước, một nam thanh niên đã lao mình xuống cứu, nhưng do bị sóng cuốn quá lâu nên nam thanh niên đã tử vong. Sự việc thương tâm này vừa xảy ra tại Phú Quốc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5 tại khu vực bãi biển Ông Lan, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, khi thấy hai cháu bé đang tắm biển bị đuối nước, anh Dương Minh Tây, quê Quảng Bình, liền lao xuống cứu. Vừa đưa được hai bé vào bờ an toàn, anh Tây bất ngờ bị sóng to đẩy ra xa. Những người ở gần đó đã gọi lực lượng cứu hộ đến ứng cứu. Lực lượng cứu hộ đưa anh Tây vào bờ và dùng mọi biện pháp sơ cứu tại chỗ, nhưng do bị sóng cuốn quá lâu nên anh Tây đã tử vong. Ngày 28 tháng 5, ông Phan Thanh Xuân, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết, cơ quan này vừa nhận được tờ tường trình của ông Nguyễn Hoài Phương, hiệu trưởng trường tiểu học xã Quảng Thạch liên quan đến việc nhắn tin, liên tục rủ một nữ giáo viên ra bờ đê để hóng mát.
Trong tờ trình, ông Phương cho biết chiều ngày 22 tháng 5 để chuẩn bị cho việc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhà trường có điều một số đoàn viên của trường đến làm vệ sinh. Khi làm vệ sinh xong thì ông Phương tổ chức cho mọi người ra đê Trung Thuần ở xã Quảng Thạch để uống nước. Lúc đó ông Phương mới nhắn tin cho nữ giáo viên tên L. Ông Phương cho biết cô L là một giáo viên cũ của trường nơi ông từng công tác trước đây. Ngoài ra cô L cũng đang có nguyện vọng làm đơn chuyển về trường ông nên ông mới nhắn tin mời cô ra để vừa uống nước vừa trao đổi công việc. Hiện nay, nhiều gia đình có thói quen thường trang trí nhà cửa, sân vườn bằng các loại hoa, cây cảnh. Vì thế, vấn nạn trộm cắp cây cảnh cũng xảy ra không ít. Dưới đây là những tình huống trộm đã được chúng tôi ghi nhận lại. Mời quý vị theo dõi để cảnh giác. Vụ thứ nhất xảy ra tại Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hai thanh niên đi xe máy tới trước cửa nhà dân. Một tên ngồi trên xe, tên còn lại nhanh chóng nhảy xuống bưng chậu cây lên xe, rồi cả hai rồ ga chạy đi. Vụ thứ hai xảy ra tại xã Long Thới, Nhà Bè. Người đàn ông đi xe Vision màu đỏ hiên ngang chạy xe tới trộm chậu cây và mấy chậu lan trồng trước nhà dân để làm cảnh quan, sau đó chạy đi. Vụ thứ ba xảy ra ở Đội Cung, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Người đàn ông chạy xe Vespa tới một nhà dân có cây mai đặt phía trước. Mặc dù chủ nhà đã dùng xích khóa lại, nhưng ông ta đem theo cả kim cộng lực cắt đứt, sau đó nhổ trộm cả gốc cây bỏ lên xe chạy đi. Vụ thứ tư xảy ra tại Bình Dương, thanh niên đội nón trắng mặc áo sơ mi đi đến trước nhà dân nhổ trộm cây không xin phép sau đó bỏ đi. Các vụ trộm cây cảnh và chậu cảnh xảy ra khá nhiều nơi, người dân cần chú ý những cây có giá trị cần đem vào trong bảo quản hoặc có biện pháp phòng chống trộm, đừng để công chăm sóc vất vả lại bị trộm tới lấy mất. Một người phụ nữ đang ngồi làm việc trong nhà nhưng không hề hay biết nhà của mình đã bị một nam thanh niên ăn mặc bảnh bao vào trộm điện thoại rồi ung dung đi ra. Ngày 28 tháng 5, Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh vụ trình báo bị trộm cắp xảy ra tại phường 15 quận 8. Sáng cùng ngày, bà TN 60 tuổi, ngụ phường 15 quận 8 làm việc nhà, không khóa cửa trước. Lúc này, nam thanh niên ăn mặc bánh bao đi bộ đến nhà bà L. Sau khi đi qua đi lại thì nam thanh niên rón rén đẩy cửa kéo vào nhà bà L. Camera ghi lại người này khi vào nhà còn ung dung hút thuốc, sau đó lấy chiếc điện thoại rồi bỏ đi ra. Bà L làm việc nhà ở phía sau nên không biết kẻ gian đột nhập trộm tài sản. Nạn nhân cho biết chiếc điện thoại mới được mua không lâu với giá 4,3 triệu đồng. Nếu nói đến danh sách những người nổi tiếng chỉ sau một đêm thì không thể không nhắc tới KB Lam, một thanh niên người gốc Senegal nhưng hiện sinh sống ở Chivasso, Italy. Đặc biệt là trong giới TikToker thì cái tên của KB Lam lại càng không mấy ai không biết đến. Với những clip đơn giản lật tẩy mánh khóe của những TikToker khác, Lam nhanh chóng thu hút được một lượng fan trung thành. Mặc dù anh chàng không hề nói gì trong suốt những clip của mình, nhưng chỉ riêng biểu cảm mang nét chế giễu của Lam cũng đủ gây cười cho hàng triệu khán giả. Có những clip của Lam thu hút tới hơn 100 triệu lượt xem, vượt xa những ngôi sao giải trí hàng đầu. Đi kèm với những cách xử lý đơn giản các vấn đề mà người khác coi là phức tạp, Lam luôn nhún vai biểu môi ở cuối mỗi video như một cách lêu lêu những TikToker khác. Vì vậy, dù không cần mở miệng, Lam vẫn được nhiều fan phong cho làm danh hài mới của thế giới và được chế meme khắp nơi. Tuy hiện kiếm được nhiều tiền từ TikTok, nhưng chàng trai 21 tuổi vẫn không quên quá khứ nghèo khó của mình. Lam từng phải ở trong nhà ở xã hội thiếu thốn trăm bề. Mặc dù vậy, anh chàng vẫn biết ơn nơi này và không quên nhắc về nó trong các cuộc phỏng vấn của mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.